trí người đã chuẩn bị tinh thần tại mặt thánh linh các con. Bởi vậy trong lòng mày ta có ý kiến các con về ý định của các con. Anh David phạm phải họ và chỉ đến sang trở thành các con đến đây để tiếp tục với nhau các con của mình đã một phần. Các con có hoàn toàn được ý và được cho con. Khi trở về sự hôn nhân, các con có sẵn sàng yêu thương và tôn trọng nhau suốt đời của mình. Các con có sẵn sàng yêu thương và đón nhận con cái trong sức mạnh và giáo dục của thân phận Đức Kitô và của thành con. Vậy bởi vì các con đã quyết định biết rằng trong hôn nhân thánh điển, các con hãy đón nhận nhau và hãy thân sự tôn trọng con trước mặt Thiên Chúa và thánh đường. Xin Chúa ở với lòng chuẩn bị sự thần của các con và tỏ đầy trong lòng hồi thành và xin Chúa thương thờ thành của Ngài xuống trên các con. Sự gì khi Chúa thấy thờ là người con được con đi đào ta cho thương Chúa. Xin Chúa ở với thành cho những chiếc nhân này các con sẵn sàng cho con để con dựng chiếc yêu lòng chúng mình. Thank you.